Hello các bác nhá. Một con đẩy công suất rất là lớn, công suất lên tới 2200W anh em nhé. 2200W Class D. Class D mà nó chỉ nặng đâu đó có 989 kg thôi anh em nhé. Đây, mới em động vào nó có vân tay luôn. Em vừa bóc thùng ra này. Con này gửi cho một bác khách ở đây. Thằng này cũng mua của bên em. Bên em rồi anh em nhé. À, bác làm cái con này thì để cho đi đánh súp cho nó nhẹ. Anh Tuấn nhé. Anh Tuấn, anh ở Vĩnh Long. À, ở Vĩnh Long nhé. Mua rất là nhiều thứ rồi. À, thì ngày nay bác trang bị thêm con này để quật súp. Chơi con này quật súp thì anh em yên tâm đi anh em nhé. Tất cả loại súp trên thị trường nó đều giã được hết. À. Cái con này thì em cũng đi demo âm thanh ở rất là nhiều nơi. Thì nó chuyên để đánh súp kép anh em nhé. Súp kép con 125 đều vã nhiệt tình luôn. Thoải mái anh em nhé. Ok. Đó. Có tín hiệu chưa? À đây rồi. Nó rất là khỏe anh em ạ. Nó rất là khỏe. À vặn này. Cực kỳ khỏe luôn. Đó. Ok, cắm loa vào đi. Đó. Con này thì nói chung là nó trâu bò lắm. Em cũng đấy đi quạt súp rồi. Khá nhiều. Rất là khỏe anh em nhé. Tiếng nó rất là chắc gọn. Rồi. Đi demo thì hầu như con này em dành cho đánh súp anh em nhé. Rất là nhẹ anh em nhé, cực kỳ nhẹ. Đó. Và giá thì hiện tại giá của nó là 15 triệu anh em nhé. Giá là 15 triệu. Đó. Đây, mặt sau của nó. Đây. Mặt sau. Đó, cho anh em xem. Đó, khi bàn giao cho anh em là em dán tem luôn anh em nhé. Đó. Đây. Điện áp hoạt động từ 90 cho đến 260V. Hai quạt gió cho nguồn, mỗi kênh một quạt gió anh em nhé. Trên quạt gió đều có bảo vệ. Đó. Các chế độ đánh: Stair, Paranel, Bridge. Độ nhạy đầu vào: 1V, 0.77 và 32dB. Có cổng input vào và cổng link ra đẩy khác anh em nhé. Đó. Thì với con này thì Tuấn có thể bê lên cho anh em cùng xem. Đó, dây là dây, nguồn của nó rất là lớn, công suất lớn mà 2200W, mạch Class D. Tuấn bê lên cho anh em xem cái độ nhỏ gọn nhẹ nhàng của nó anh em nhé. Đó, ok cho anh em, một tay bê rất là nhẹ. Đó, và giá là 15 triệu anh em nhé. Chuyên quạt súp kép coi lớn, công suất là 2200W một kênh ở 8 ohm anh em nhé. 2200W một kênh ở 8 ohm. Đó, nội thất thì bên em có rất nhiều video về nó rồi, anh em chỉ cần lên YouTube anh em gõ là D22LX Acoustic là anh em có thể xem được. Đây. Đó, nội thất đây. Đó. Đây, nội thất đây anh em nhé. Ok chưa? Đó, ok chưa? Đó. Rất nhiều video về nó. Nội thất cực khủng luôn anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể tham khảo. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. À, giá hiện tại đang là 15 triệu. À, cảm ơn tất cả anh em đã xem video nhé. Hẹn anh em những video sau.